Nhằm giảm thiểu tình trạng dồn ứ cục bộ hàng nông sản xuất khẩu tại cửa khẩu Tân Thanh, Lạng Sơn, Bộ Công Thương đã thành lập đoàn công tác đến Lạng Sơn để chung sức cùng địa phương giải tỏa tình trạng này. Theo ghi nhận của phóng viên, hiện lượng hàng hóa dồn về cửa khẩu Tân Thanh tăng đột biến, khoảng 250 xe một ngày, chủ yếu là thanh long và một số hàng nông sản khác từ các tỉnh Bình Thuận, Gia Lai, Tiền Giang đang vào vụ thu hoạch chính, nên nhu cầu xuất khẩu mặt hàng này và nhiều loại nông sản khác tăng cao. Ngoài ra, lực lượng hải quan Trung Quốc đã đưa vào áp dụng hệ thống kiểm tra giám sát toàn bộ quy trình hàng hóa nhập khẩu, nên việc thông quan không quá 2 phút một xe trước đây thì nay mất khoảng 6 đến 7 phút một xe. Do đó một ngày tối đa chỉ thông quan được 120 đến 150 xe, so với lúc cao điểm trước đây là 300 xe một ngày. Trước tình trạng này, ông Trần Thanh Hải, trưởng đoàn công tác Bộ Công Thương cho biết sẽ tiếp tục trao đổi với phía Trung Quốc để đưa ra một quy trình làm sao thống nhất trên cơ sở tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước trong hoạt động xuất nhập khẩu, đồng thời báo cáo lên Bộ Công Thương để sớm có những hành động giải pháp kịp thời chấm dứt tình trạng dồn ứ nông sản tại cửa khẩu Tân Thanh. Trưởng đoàn công tác Bộ Công Thương cũng đánh giá cao tỉnh Lạng Sơn đã trực tiếp kiểm tra tình hình thực tế, chỉ đạo các sở, ngành, lực lượng chức năng tại cửa khẩu, phân luồng đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường ra cửa khẩu. Hai bên cũng thống nhất được việc thực hiện thời gian làm việc trong ngày từ 6 rưỡi sáng đến 17:30. Đồng thời, đề nghị phía Trung Quốc kéo dài thời gian làm thủ tục thông quan hàng hóa đến 21 giờ hàng ngày theo giờ Hà Nội. Yêu cầu phía Trung Quốc không thực hiện kiểm tra giám sát tại cổng cửa khẩu mà chỉ thực hiện khi xe hàng đã vào bãi tập kết.